Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da mặt bằng cà chua nhanh cấp tốc mà không lo bị bắt nắng. Cà chua là một loại thực phẩm sẵn có trong căn bếp của mọi nhà. Ngoài là thực phẩm bổ dưỡng, có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon, thì cà chua còn là nguyên liệu làm đẹp tại nhà vô cùng hiệu quả. Bạn biết không, trong cà chua có chứa những dưỡng chất quý giá cho làn da chúng ta như vitamin C, vitamin E, chất sắt, kali. Đặc biệt là trong cà chua có hàm lượng tinh chất chống oxy hóa cao nên có thể dùng để chống lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân và tăng sức đề kháng cho làn da rất hiệu quả. Hiện nay có rất nhiều công thức làm đẹp từ cà chua được chị em sáng tạo. Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao nhất thì ngay sau đây, kênh Phái Đẹp ORG sẽ bật mí cho các bạn một bí kíp làm trắng da đã được tìm hiểu, kiểm định an toàn, cho hiệu quả rất cao. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé. Để thực hiện phương pháp này, bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất là một chút bột mì. Nguyên liệu thứ hai, quả cà chua chín. Nguyên liệu thứ ba là mật ong nguyên chất. Đây là ba nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Với ba nguyên liệu như này, cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên cà chua bạn nhớ rửa thật sạch đi. Sau khi rửa sạch cà chua rồi, thì bạn cắt nhỏ ra và cho vào một cối xay sinh tố. Giờ mình sẽ đem xay nhuyễn cà chua. Bạn cứ để nguyên cà chua như thế này xay và đừng cho thêm nước vào nhé. Vậy là mình đã xay xong cà chua rồi đây. Mình sẽ đổ cà chua ra bát. Sau đó bạn cho vào bát cà chua này một thìa bột mì. Tiếp theo là một ít mật ong nguyên chất. Giờ bạn chỉ việc đánh thật đều tay để các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Và đây chính là bát hỗn hợp mà chúng ta cần cho cách làm trắng da ngay tại nhà này. Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này dưỡng trắng da ngay tại nhà như sau. Bước 1 là bạn hãy vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng nước ấm. Bạn nhớ là rửa mặt bằng nước ấm nhé. Việc này sẽ giúp cho các cái lỗ nang lông của chúng ta giãn nở ra. Như vậy thì khi chúng ta đắp mặt nạ lên thì các cái dưỡng chất có trong mặt nạ chúng ta làm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da. Sau đó thì bạn thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên da, rồi sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Việc massage này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có thể thẩm thấu tốt nhất và làm cho cái hiệu quả dưỡng trắng da của chúng ta đạt cao nhất. Sau khi thoa và massage xong, bạn hãy nằm thư giãn thêm khoảng 20 đến 30 phút nữa. Sau khoảng thời gian đó, bạn rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm và cuối cùng vỗ nhẹ một lớp nước lạnh là xong. Với phương pháp làm trắng da này, bạn nên áp dụng 2-3 lần một tuần. Chỉ cần bạn kiên trì áp dụng, bạn sẽ phải bất ngờ về sự thay đổi làn da của mình đấy nhé. Da bạn có đen có xấu đến mấy cũng sẽ trở nên trắng mịn không tì vết, ai nhìn cũng phải mê. Hãy áp dụng ngay hôm nay để có thể tự tin tỏa sáng mọi lúc mọi nơi bạn nhé.
Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.